Xin được kính chào các bạn khán giả của kênh Tết Trần TV. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với buổi tập của đội tuyển nữ Việt Nam vào ngày 29 tháng 6 năm 2023. Buổi tập diễn ra vào buổi sáng và đây là buổi tập mà các phóng viên được phép tác nghiệp. Và có lẽ là rất nhiều người cũng đang chờ đợi những hình ảnh của các cô gái của chúng ta, đặc biệt đây là Thanh Nhã. Cầu thủ mang áo số 19 đã có bàn thắng lịch sử vào lưới đội tuyển Đức. Dù chỉ là một trận đấu giao hữu nhưng bàn thắng của Thanh Nhã được nhắc đến rất nhiều bởi lối chơi quả cảm. Và với gọi là kết quả về mặt tỷ số thì với việc chỉ thua một đội bóng như Đức với tỷ số 1-2 ở một trận đấu giao hữu cũng là một điều rất thành công rồi. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng xem là các cô gái của chúng ta đã thay đổi như thế nào sau một chuyến tập huấn rất dài và với những bài học thu được rất tốt ở trời Âu. Công là chính. Trong đội hình của đội tuyển nữ chúng ta lúc này đã có khoảng gần 30 cầu thủ. Trước khi chúng ta bước vào danh sách thì còn 2-3 cầu thủ đang cùng đội tuyển nữ Việt Nam tham gia các buổi tập. Và các buổi tập của đội tuyển nữ Việt Nam lúc này sẽ diễn ra tại trung tâm đào tạo trẻ của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Trước khi bước vào buổi tập này thì các bạn thấy là đội tuyển nữ bây giờ đang được sự trang bị rất tốt về mặt dinh dưỡng. Đây là một đơn vị Herbalife đã có mặt ngay ở sân tập của đội tuyển nữ Việt Nam và cung cấp cho các cầu thủ đội tuyển nữ dinh dưỡng trước khi bước vào tập. Đây là một điều vô cùng đặc biệt. Các bạn thấy trước đây thì bóng đá nữ Việt Nam chúng ta không được nhiều người quan tâm, không được nhiều đơn vị đồng hành, đặc biệt là chăm sóc về mặt dinh dưỡng sức khỏe của các cô gái nữ của chúng ta là rất ít. Nhưng bây giờ thì sao? Bây giờ là một sự khác biệt rất lớn và với một hành trình đi World Cup như bây giờ chắc chắn cung cấp dinh dưỡng, cung cấp dinh dưỡng để cấp rất nhiều vitamin và các chất bổ cho cả những là một điều không thể thiếu. Một ngày này thực sự rất đáng mừng cho đội tuyển nữ Việt Nam. Người Việt Nam của chúng ta so với những vận động viên tại châu Âu luôn luôn thấp bé về mặt thể hình, thậm chí là thua kém về mặt thể lực và cả sức mạnh nữa. Và để được đi được đến World Cup thì chúng ta đã phải nỗ lực và vượt qua được rất nhiều những khó khăn về mặt dinh dưỡng. Và bây giờ sẽ là lúc mà chúng ta được cải thiện. Hy vọng rằng đây sẽ là những tiền đề, những bước nấc thang đầu tiên để chúng ta hướng đến vòng chung kết World Cup, hướng đến một tương lai có nhiều hơn những sự chăm sóc, sự quan tâm từ rất nhiều nguồn lực khác nhau, không chỉ về mặt dinh dưỡng, còn rất nhiều những cơ sở vật chất, những điều kiện khác để giúp cho người Pháp các cố gắng của chúng ta có thể vươn lên, có thể tiến xa. Trong mắt chúng ta là rất nhiều các thử thách và có thể thấy là bảng đấu của chúng ta là một bảng đấu mà có cả nhà đương kim vô địch, đương kim á quân, đó là một đội bóng rất mạnh và chúng ta sẽ phải là một bảng đấu rất mạnh mà trong ngày hôm nay là Việt Nam Chúng ta sẽ phải chúng ta biết được là đội bóng nào cũng là một đội bóng rất cũng là những đội bóng rất đáng gờm. Trước khi bước vào buổi tập này, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã có những chia sẻ, đã có một buổi họp báo để chia sẻ rất nhiều về mặt chiến thuật của các cầu thủ. Những chia sẻ của các cầu thủ thì chia sẻ của huấn luyện viên Mai Đức Chung thì mình sẽ để ở phía cuối video, các bạn sẽ cùng xem đến cuối và theo dõi phần trả lời phỏng vấn rất hay của huấn luyện viên Mai Đức Chung về sơ đồ đội hình, sơ đồ chiến thuật. Đây là Huỳnh Như, cầu thủ, một trong hai cầu thủ đang gặp những vấn đề về chấn thương và đang trong quá trình tập phục hồi. Huỳnh Như và Trương Thị Kiều là hai người đang phục hồi. Đây là hai cái tên rất gạo cội của bóng đá Việt Nam trong những năm gần đây. Với Huỳnh Như thì có lẽ là các bạn biết rồi, cầu thủ đang chơi bóng cho
câu lạc bộ Lanh FC, đội bóng của Bồ Đào Nha, và đã để lại rất nhiều dấu ấn. Sau màn trình diễn ấn tượng thì hình như còn được Lanh FC đề nghị gia hạn thêm hợp đồng. Đó là những thành công đến từ phía cầu thủ mang áo số 9 người Trà Vinh, một cầu thủ rất nhỏ nhắn nhưng là một tiền đạo rất hay của bóng đá Việt Nam, cầu thủ nữ rất đáng yêu. Trước khi vào tập thì hình như có ôm Thanh Nhã và chơi đùa. Thanh Nhã cũng đang nổi lên là một cầu thủ tương lai của bóng đá Việt Nam. Trước đây hồi còn thi đấu tại giải trẻ thì Thanh Nhã đã từng bật khóc khi có một cú sút vào một khung thành trống nhưng không thành bàn thắng, và giọt nước mắt đó đã thay vì khiến cho Nhã gục ngã thì đã động lực để Nhã bước lên một tầm cao mới, liên tục góp mặt trong đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Mai Đức Chung, và đặc biệt là đã có được một bàn thắng rất đẹp trong những ngày gần đây. Nhiều người đã đến bàn thắng đó, một bàn thắng mà chúng ta có thể thấy là thể lực của các cầu thủ nữ chúng ta đã vươn lên rất nhiều khi bước chạy vào Thanh Nhã là những phút cuối cùng rồi, nhưng vẫn tốc độ và khiến cho các cầu thủ của đội tuyển Đức không thể đuổi theo. Theo kế hoạch thì đội tuyển nữ của chúng ta sẽ có các buổi tập tại sân nhà bóng Việt Nam, sau đó là ngày 5 tháng 7 sẽ di chuyển sang New Zealand để tham dự vòng chung kết World Cup. Chúng ta sẽ có được một ngày nghỉ chủ nhật tuần này. Đó là một cái lịch mà huấn luyện viên Mai Đức Chung đã phải tính toán rất kỹ càng. Thời điểm hiện tại thì huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng đang rất mong muốn đội bóng nữ sẽ có thêm những chuyên gia về dinh dưỡng góp mặt trong thành phần của đội tuyển. Nhưng có lẽ đó là câu chuyện của tương lai. Thời gian quá cận kề rồi, và bây giờ chúng ta sẽ là lúc mà hướng đến vào chung kết World Cup. Trong đội hình của đội tuyển nữ của chúng ta, ngoài những cái tên như Thanh Nhã, Huỳnh Như, thì chúng ta có thấy có rất nhiều những cái tên khác đáng chú ý. Các bạn có thấy trên màn hình đó chính là Hoàng Thị Loan, một trong những hậu vệ cũng được coi là gạo cội của đội tuyển nữ Việt Nam. Ngoài ra còn có các cầu thủ như Hoàng Yến, xin lỗi bạn là Hải Yến, hay tiền vệ trung tâm Vân, và một số các cầu thủ đáng chú ý khác. Rất nhiều các cầu thủ của đội tuyển nữ Việt Nam, kể cả các cầu thủ trẻ cũng đang rất nhiều cơ hội được trải nghiệm một bầu không khí World Cup. Nhưng có lẽ sự kỳ vọng sẽ đặt lên những cái tên mà có tiềm năng, có khả năng như Huỳnh Như, như Thanh Nhã. Lúc này thì như đang chạy đua với thời gian để có thể bình phục một cách hoàn toàn. Dưới con mắt của huấn luyện viên Mai Đức Chung thì các bạn thấy là rất nhiều những cái tên đã được phát hiện và được trao cơ hội, đặc biệt là trường hợp của Thanh Nhã. Huấn luyện viên Mai Đức Chung, cho những ai chưa biết, huấn luyện viên Mai Đức Chung từng là cựu cầu thủ của câu lạc bộ bóng đá Đường Sắt trước đây, được đồng đội của những huyền thoại bóng đá Việt Nam, vị huấn luyện viên Lê Thị Hà, và là thầy của rất nhiều các cầu thủ. Ông đã từng được các đội tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Mai Đức Chung là một huyền thoại của bóng đá Việt Nam. Xuất trình cương vị huấn luyện viên, ông đã giúp cho đội tuyển nữ Việt Nam giành rất nhiều những tấm huy chương vàng SEA Games và tham dự được World Cup 2023, là công lớn đến từ ông thầy Mai Đức Chung. Mục tiêu sắp tới của đội tuyển nữ Việt Nam nghĩ rằng sẽ là một mục tiêu mà chúng ta cố gắng từng trận đấu một, và mình nghĩ rằng với một cái giải đấu tầm cỡ như World Cup thì việc thực sự là chúng ta có được một bàn thắng đã là một trong những kỳ tích lịch sử rồi. Nhiều người mộng mơ mong muốn có một trận thắng, nhưng mình nghĩ rằng đó là một điều rất rất khó khăn, nhưng không có gì là không thể. Với bóng đá mọi thứ đều có thể xảy ra, và một quốc gia khát khao, một quốc gia yêu bóng đá như Việt Nam thì mình nghĩ rằng là mọi thứ đều có thể xảy ra. Lúc này thì Hoàng Thị Loan cũng đang là hoa khôi của đội tuyển nữ, bên cạnh đó là Thanh Nhã nữa, cầu thủ có vóc dáng, có một bề ngoài rất xinh, rất đẹp. Tháng 7 chắc chắn sẽ là sự chú ý đổ dồn về đội tuyển nữ Việt Nam ở những trận đấu tại vòng chung kết World Cup. Đây là đội bóng thứ hai 11 người
sau đội tuyển U20 Việt Nam có cơ hội được tham dự vòng chung kết World Cup, điều rất tuyệt vời. Trước đây thì đội tuyển U20 Việt Nam ở sân 11 người cũng đã được tham dự vòng chung kết U20 World Cup. Lúc đó huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt và các cầu thủ như Quang Hải, Trọng Đại, Đoàn Văn Hậu đã có cơ hội được thử lửa, được va chạm với những đội bóng hàng đầu thế giới, với những đối thủ hàng đầu. Đó là khoảng thời gian mà chúng ta đã phải gặp đội tuyển U20 Pháp, một đội bóng quá mạnh. Và các bạn thấy là sau những cái bài học đó thì những cầu thủ của lứa U20 đó, rất nhiều người đã trưởng thành, đặc biệt là Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, những người đã tiến một bước rất dài cùng U23 Việt Nam giành ngôi Á quân U23 châu Á. Đoàn Văn Hậu và Quang Hải cũng đã xuất ngoại, không phải là thành công nhưng là tiến rất xa của người Việt chúng ta. Đây cũng là những hình ảnh cho lời kết của video ngày hôm nay trên kênh Chất Trần TV. Buổi tập của đội tuyển nữ Việt Nam hôm nay là một buổi tập nhằm giúp cầu thủ duy trì được trạng thái thể lực, không có mắc quá nhiều về mặt chiến thuật. Một chút về chiến thuật thì huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng đã chia sẻ về cái sơ đồ chiến thuật ông sử dụng khi gặp các đội mạnh. Đó là sơ đồ 5-4-1 chứ không phải sơ đồ 5-3-2 như nhiều người còn tưởng. Và khi gặp những đối thủ yếu hơn thì rất có thể, hoặc là những đối thủ mà chúng ta mong muốn có được bàn thắng thì rất có thể chúng ta sẽ thay đổi cách chơi. Hy vọng rằng chúng ta sẽ tiếp tục có được những buổi tập thật tốt trước khi bước đến vòng chung kết World Cup 2023 tại New Zealand. Chúc cho thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung thành công, ít nhất về mặt mục tiêu, trong lần đầu tiên tham dự vòng chung kết World Cup bóng đá nữ. Rất cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video trên kênh Chất Trần TV. Đừng quên bấm like, subscribe và bấm nút chuông để nhận được thông báo mỗi khi có video mới. Cuối video sẽ là phỏng vấn huấn luyện viên Mai Đức Chung. Và đây là Cedric, là trợ lý của huấn luyện viên Philippe Chuzier, người cũng đang làm công tác thể lực cho các cầu thủ của đội tuyển nữ Việt Nam. Một lần nữa trân trọng cảm ơn mọi người và xin được hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Ngay trong tập luyện chúng ta cũng rất là cần và cần hàng ngày, và chứ không phải là lúc thi đấu chúng ta biết cần. Chính vì thế chúng ta mới nâng cao được cái tầm vóc thể lực của huấn luyện viên chúng ta. Vâng ạ, có thể nói là dinh dưỡng nền tảng đóng vai trò như nguồn điện để chạy thoải mái đúng không ạ? Vậy thưa ông, là để chuẩn bị được cho World Cup thì trong thời điểm thi đấu này khá sát với SEA Games và vòng loại thứ hai của Olympic 2024, thì ông có phương án nào để nâng cao thể lực cho cầu thủ? Vâng,
rõ ràng là chúng tôi đã chuẩn bị cái này ngay từ bên Đức cơ, chứ không phải về đến bây giờ. Tôi nghĩ là về Việt Nam thì thời tiết rất là nắng nóng, chúng ta không thể nâng cao thể lực được trong cái thời tiết như vậy. Và ngay ở bên Đức chúng tôi đã chuẩn bị cho các bạn đấy. Và như các chị biết đấy, cái trận đấu chúng tôi đá với đội tuyển của các nước Đức ấy, thể lực chúng tôi rất là tốt, dồi dào, không được bị ai chật rút và bị tức là không đáp ứng được cái trận đấu. Và cụ thể cái hình ảnh rõ nét nhất đấy là Thanh Nhã, cái phút cuối cùng của trận đấu rồi còn đi tốc độ rất nhanh, chung với đội bạn mà đuổi theo không kịp để mà xử lý bàn cái trường hợp đấy. Đấy là cái hình ảnh chúng tôi nghĩ là thể lực của chúng ta đã tiến bộ rất là nhiều. Đấy, và ngay sau trận đấu ngày 24 thì sáng 25 tôi cho nghỉ và chiều 25 chúng tôi đã tiếp tục nâng cao cái thể lực, tức là chạy sức bền tốc độ của toàn đội để duy trì được thêm. Thế và đến bây giờ tôi khẳng định là chúng ta tiếp tục lại những cái bài tập để mà duy trì lại thể lực cho đội bóng nữ của chúng ta để sang đến New Zealand World Cup thì chúng ta có đầy đủ thể lực để chúng ta đấu chọi với Mỹ và Hà Lan của đội Bồ Đào Nha. Vâng, bây giờ là chưa vào giải, có lẽ là vẫn là thời gian chuẩn bị của chúng tôi trước khi vào giải. Chúng tôi vẫn cần luôn cả hai cái điều đó, vừa tập luyện và vừa phải dinh dưỡng. Đấy, dinh dưỡng trong ăn uống, đấy, và một mặt nữa là chúng ta phải biết giữ được cái sức khỏe. Thời tiết của chúng tôi phải thay đổi, ví dụ như là ở châu Âu thì hiện nay là đang ở buổi sáng sớm, mới 4 giờ sáng thôi. Thế và có những lúc mà chúng tôi chưa kịp hồi phục được thì mắt bây giờ nó vẫn buồn ngủ lắm, đấy, lơ mơ lắm. Thế chúng tôi phải nhanh chóng để hồi phục lại cái giờ giấc như là cái hình thức tập luyện. Thế và một mặt nữa thì là phải tăng cường cái nước uống cho vận động viên, cái sữa hấp dai, rồi là sữa một số nước uống để làm cho vận động viên. Và một mặt nữa chúng tôi cũng đã có những cái thuốc uống để tăng lực cho vận động viên như B12, rồi là một số những thứ khác vân vân. Nhưng tất cả những cái điều đó không ảnh hưởng đến vấn đề doping của đội. Đấy, vừa qua nhà chúng ta đã biết này là 5 vận động viên của Điền Kinh đã bị doping rất là tiếc. Và trong bóng đá chúng tôi luôn luôn là có sự lưu bình, cho nên là chúng tôi cũng phải hết sức trong cái điều kiện cho phép để mà thực hiện cái điều đó. Vâng, thưa ông, là các giải đấu đã diễn ra liên tục, dù là từ tháng 5 này, tháng 7 và tháng 11 thì cái việc này rất là dễ dẫn đến sự thiếu sức này và cần tăng sức bền, nếu mà có phương án như thế nào cho đội tuyển ạ? Vâng, cái thứ nhất ấy, là chúng ta phải có cái phương án tập luyện tốt nhất. Đấy, chúng ta phải phân bổ cái thời gian tập luyện. Bóng đá nữ của chúng tôi không phải liên tục ngày nào cũng tập đấy, và ngày nào cũng nghỉ thì cũng không được đấy. Chúng tôi phải tính toán làm sao phân bổ cho nó hợp lý để có những lúc tập, có những lúc thi đấu và có những lúc nghỉ. Thí dụ như vừa qua chúng tôi thi đấu xong ngày 24 thì chiều 25 chúng tôi tập và ngày 26, 27, 28 chúng tôi cho nghỉ và di chuyển từ Đức về Việt Nam, và ngày hôm nay chúng tôi lại tập cả ngày. Ngày nay, ngày mai, ngày kia, tập vào ngày vào chủ nhật chúng tôi lại cho các bạn nên nghỉ hồi phục, sau đó là thứ hai tiếp tục tập cả ngày. Đấy là một cái mà tôi nghĩ cái khoa học nhất trong cái cách tập luyện. Một mặt nữa là chúng ta cũng cần uống cái sữa hấp dai để hồi phục nhanh thể lực, rồi ăn uống các thứ vân vân để làm thế nào. Một mặt nữa là chúng ta cũng là hồi phục sau cái tập luyện, ví dụ như trường đá, rồi là bể bơi, hoặc tắm nóng lạnh vân vân. Đấy là một cách tôi nghĩ là làm thế nào cho một cái cách hồi phục nhất của vận động viên để chuẩn bị thi đấu tốt. Tôi thì rất là tò mò về các chế độ dinh dưỡng mà các cầu thủ bổ sung, và ông có thể chia sẻ là cũng như là ăn uống riêng của các cầu thủ như thế nào, như là bao nhiêu bữa trên ngày này, ăn những gì và mục tiêu. Vâng, rõ ràng là cái ăn uống ấy là một phần hỗ trợ cho cái thể lực cũng như là cái hồi phục của vận động viên. Đấy, và hiện nay thì chúng tôi cũng chưa có một cái bác sĩ để
định lượng cái ăn uống. Thế nhưng mà ít nhiều nhà bếp cũng đã cung cấp đầy cái tương đối cái chất lượng cho bữa ăn, ví dụ như là thịt gà, đấy, rồi là thịt bò, phần hai của bữa thịt bò, đấy, rồi là buổi sáng thì có ăn trứng vịt lộn, rồi là các thứ làm thế nào cho cái dinh dưỡng của vận động viên tốt lên. Và một mặt tôi cũng uống thuốc, đấy, rồi là uống thêm những cái sữa của các cái nhà tài trợ đã hỗ trợ cho chúng tôi. Và chúng tôi có những cái B12 để cùng sữa cùng với sâm, đấy, chúng tôi làm thế nào để bổ dưỡng cho vận động viên cách tốt nhất để vận động viên duy trì được. Dạ vâng ạ. Xin hỏi thêm ông là người gắn bó lâu dài với Viện Bảo Ước, xin ông cho biết là chế độ dinh dưỡng của cầu thủ có gì khác so với trước đây ạ? Vâng, rõ ràng là cái cuộc sống của chúng tôi đã được thay đổi rất là nhiều từ khi mà chúng tôi đạt nhiều cái thành tích tới đây bây giờ, được xã hội quan tâm, được chính phủ, đảng, nhà nước quan tâm rất là nhiều, và đặc biệt là của bộ, của tổng cục thể dục thể thao và của Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã trực tiếp quan tâm, rồi là chỉ đạo chúng tôi trong từng bữa ăn, cho chỉ đạo cho nhà bếp trong từng bữa ăn. Đấy là một cái tôi nghĩ rồi, trong cái cuộc sống của các bạn đấy, đấy đã thay đổi rất là nhiều. Trước kia thì là cái bồi dưỡng rất là ít, nhưng đến bây giờ thì là chắc mọi người cũng không thể tin tưởng nổi mà hình dung nổi, tức là được cả tổng cục, được cả Liên đoàn bóng đá Việt Nam cùng một lúc đấy cho tiền bồi dưỡng, thì là mỗi vận động viên bây giờ cũng phải được hơn 1 triệu một ngày. Và nhân với số ngày trừ đi 4 chủ nhật thì đấy là một cái mà tôi nghĩ là chưa bao giờ là đội tuyển bóng đá nữ chúng tôi được mọi người quan tâm như thế này cả. Trước kia thì tôi đã làm đội bóng đá nữ từ năm 97 đến năm 2025 ấy, thì là cuộc sống cũng chưa được nâng cao, thế cho nên là cái mà phong trào nó chưa được rộng khắp. Nhưng đến bây giờ tôi khẳng định là phong trào bóng đá nữ bắt đầu rộng khắp rồi, và các em đã tham gia tập luyện nhiều hơn, số lượng đông hơn. Đấy tôi nghĩ là cái mà động viên đội tuyển bóng đá nữ chúng tôi rất là nhiều. Cảm ơn ạ. Có thể chia sẻ hơn về tình hình hiện tại, đặc biệt là hình như mà trận đấu trở lại một chiều. Vâng, chúng ta còn hai vận động viên chấn thương, thì hôm nay tôi cũng tuyên bố luôn với mọi đài báo, tất cả những người có bộ bóng đá trong và ngoài nước là thế này. Trương Thị Kiều hiện nay cũng đã 80% của phục thể lực. Ở với Đức chúng tôi cũng sắp xếp để Trương Thị Kiều đá khoảng 15 phút sau để dần dần nó ổn định và nó làm quen. Đấy, và hình như thì đã khỏi hẳn, bắt đầu tập luyện cùng với đội. Hình như thì là chỉ bị bóng gân thôi. Đấy, bóng gân và cô ấy cũng là khi mà tranh cướp với nhau thì lùi vào một cái hố, hơi bị bong gân mắt cá ngoài. Thế và đến bây giờ cũng sưng và đã tiếp tục tập luyện. Đấy cũng là báo tin cho mọi người. Vậy thì với việc mà chúng ta xác định là đá phòng ngự phản công và việc Kiều gần như là chắc chắn là rất là khó để đá chính, thì có phải là đội đã lên kế hoạch là sẽ đá 5 trung vệ ngay từ SEA Games, và trong cái sự lựa chọn của huấn luyện viên chúng ta đã có 3 cái tên là sẽ được đá chính ở World Cup tới, mọi ba trung vệ? Vâng, có lẽ là các anh các chị chưa hình dung ra được cái đội tuyển nữ chúng tôi như thế nào đâu. Ngay trong cái SEA Games này rồi, chúng tôi đã sắp xếp rồi. Những cái đối thủ, gặp những đối thủ mạnh ấy, chúng tôi đã 5-4-1. Đấy, chung phải là 5-3-2, chúng tôi đã 5-4-1. Một số báo chí nói là 5-3-2 thì không đúng, chúng tôi đã 5-4-1. Và những đối thủ mà nhẹ hoặc là thấp hơn chúng ta, chúng tôi đã 4-2-3-1, tức là tùy từng đối thủ để chúng ta xếp được cái đội hình chiến thuật. Và rõ ràng là trong cái những khi thi đấu vừa qua tại Đức, rõ ràng chúng ta gặp những đối thủ rất là mạnh, thế chúng ta phải tập ngay từ bây giờ. Đấy, chúng ta cũng đã xếp đội hình 5-4-1 để chúng ta đá như các anh chị đã thấy cái trận Đức vừa qua, và chúng tôi xếp như vậy, và chúng tôi đảo con người. Đấy, ví dụ như thế này là khi mà cái trận đấu vừa qua thì rõ ràng rất là căng thẳng, và nếu mà những vận động viên mà mệt mỏi và lớn tuổi thì không thể theo được, chúng tôi mạnh dạn chúng tôi xếp Viết Dung ở ngoài đá sau,
để xếp tay nhã vào và bích tùy vào những cái vận động viên đấy nhanh nhẹn đấy và có tốc độ để chúng tôi xếp vào trước. Thế và Thúy Hằng đá ở dưới, khi mà Quỳnh Như không đá, Hải Yến đá ở trên, thì Thúy Hằng vừa qua rất là tiến bộ, đá khu vực tiền vệ đấy, vừa tiền vệ vừa trước phong, tức là khi mất bóng ấy thì lùi về cùng với Vân, Nguyễn Thị Vân đá thành cặp hai tiền vệ khu vực bóng, nhưng mà khi được bóng lại ưu tiên cho Thúy Hằng lên cao hơn Vân, Vân trở lại bóng đấy. Đấy là chúng ta biết như vậy. Và hai là khi mà Bích Thùy đã yếu rồi, chúng tôi thay Bích Thùy ra cho Nguyễn Vân Vạn Sứ vào thay Bích Thùy ở cái góc phải, và tôi đẩy Thanh Nhã vào giữa, thì rõ ràng là tác dụng rất là tốt. Và như các anh các chị thấy rồi, và Thanh Nhã ghi một bàn tôi nghĩ là rất là đẳng cấp, và không phải là ghi vào bàn lưới vào lưới đội tuyển Đức là dễ dàng đâu. Đây là tôi nghĩ là một cái lịch sử của cả đội cũng như là đội tuyển Thanh Nhã.